Mấy hôm nữa là bà ngoại về Việt Nam. Paris chào bà với những ngày đông nắng đẹp. Mình nói như thế là bà về một mình ấy, thực ra là cả nhà mình đều về Việt Nam. Trong một diễn biến khác thì bốc được 5 tháng, lèm bèm nhiều hơn và được bác sĩ rủ ăn dặm thăm dò rồi. Ôi mẹ ơi, yêu quá. Ngon nè, ngon nè. Không có mẹ không ngon hơn sữa nè. Có thích không? Ừ, mồm chúng nó nhai như đứa nào cũng nhai kiểu này mà. Chứ đã biết nhai ngậm mồm đâu. Bình thường thì Búc siêu thính ngủ, nhưng đêm trước hôm bay em bỗng ngủ li bì cho mọi người xếp vali. Mình thấy lạ nhưng mà cũng chưa rõ là vì sao. Đưa bà về quê. Mọi người đưa bà về quê. Thực ra là mọi người đi chơi quê. Ôi đi máy bay đấy. Em đi máy bay đấy. Bốc thì máy bay nào bốc? Được nhờ. Tạm được. Còn thích ngồi hàng trên nữa rồi. Thì nữa bốc cho ra ngồi với bố. Tại vì bố được gửi hành lang. Nhìn nó rất nhiều thứ. Ôi trời. Là một đứa trẻ khá tò mò, Bốc nghịch ngợm nhìn ngó và chơi mãi không ngủ, cũng không quấy phá làm phiền các hành khách khác. Nhưng mà mình chưa kịp vội mừng, đến bữa sữa đầu tiên thì Bốc tự nhiên cứ ăn là nôn ra và bắt đầu sốt, ướt hết 4-5 bộ quần áo dự phòng. Thế là 12 tiếng trên máy bay ba mẹ con mình chia nhau bế và sờ Bốc xem thế nào. Mấy hôm đầu ở Hà Nội, mình dính lấy cái giường để chăm Bốc. Lúc về nội, lúc lại về ngoại. Theo dõi vài hôm thì vỡ ra là Bốc bị Covid cùng bà ngoại từ lúc ở Pháp. Giờ cả nhà mình đều bị lây. Cuối cùng thì mình đã trải nghiệm cảnh con ốm mà mọi người vẫn sợ hãi tương truyền bấy lâu nay. Bốc mệt, đau họng và lệch giờ nên đêm toàn dậy khóc ê a. Đối với mình thì sự kiện này là một giọt nước làm tràn ly. Nhiều tháng nay cuộc sống như vòng lặp và có nhiều điều bất như ý. Mình đắm chìm vào sự chán trường trong những tưởng tượng tiêu cực về tương lai. Và lần này mình không tự tách mình ra dễ dàng được. May mà có Bốc ngố yêu yêu, buồn cười và sự lắng nghe của mọi người xung quanh khiến mình cảm thấy đỡ hơn. Đầu em kìa, xong rồi đầu chim em. Xong em giống bia đậu không? Ừ. Chứ bia đậu mơ nhỉ? Ông ngoại không hiền lắm không? Hiền lắm. Ôi, thôi xong rồi. Trên bàn ham của mèo này. Đang đông đúc.
Em đã xuống được miếng rau rồi. Ủa, chị không mang hạt chuối cùng không? Ừ. Mẹ cuốn đi được không? Cuốn. Mẹ dùng miếng thịt cái rồi. Nước thịt cuốn nha. Thế ạ? Bà lại rất là miếng, em lại sướng. Coi như ăn ăn dặm. Em muốn thử cái hoa vàng kìa. Hoa vàng kìa. Một trong những điểm hay khi sống xa nhà, đó là khi về thì mình nhìn thành phố với chút tươi mới hơn. Ví như một người khách du lịch, ít khi có cơ hội ở đây nên là phải tận hưởng và ngắm nghía hết sức. Gần đây, hôm nào mà nhà có đông nhân lực trông bốc, mình sẽ tranh thủ dành ra nửa tiếng để làm một việc đã bị bỏ lỡ khá lâu, đó là học tiếng Anh với Cambly, nền tảng học tiếng Anh với người bản xứ mà mình đã có trải nghiệm học rất vui và hiệu quả, bởi vì mình sẽ học kém khi mà học nghiêm túc. Giao diện của Cambly đơn giản và rất trực quan như thế này, mọi người có thể học khóa học theo chủ đề hoặc nói chuyện ngẫu nhiên như là nói chuyện phiếm với bạn bè. Điểm khác là người bạn này sẽ sửa lỗi và góp ý cho bạn. Mình thường xem phần giới thiệu để chọn người nào có vẻ nói dễ nghe và tính dễ gần. Chào mọi người, hôm nay mình học tiếng Anh. Bởi vì đã quá lâu rồi mình không nói tiếng Anh nha, mình bị xấu hổ nếu mà nói chuyện với người ấy. Cambly gần đây có tính năng nói chuyện với AI, nên là mình muốn thử xem. Thật ra là mình nói chuyện với AI mình đỡ ngại hơn và mình lấy lại một chút phản xạ tiếng Anh thì mình sẽ nói chuyện với các thầy cô sau. Hello. Hello, my name is Cam AI. And I am an AI tutor. I am here to help you learn how to introduce yourself in English so that you can introduce yourself to a Cambly English tutor. Are you ready to get started? Yes, let's get started. Great. Here are some common questions people might ask when they meet someone new. First, what's your name? My name is Ming. Nice to meet you, Ming. Where do you come from? I come from Vietnam. Very interesting. What do you do? I'm unemployed. I took a break to have a baby. Yeah, trả lời thế nào? I see. Congrats on your new addition to your family. What's your hobby? I enjoy vlogging. I like wandering around the city, eating some good food. Why do you want to learn English? To discover other cultures. When I speak another language, it's quite satisfying. I don't know how to describe it, like with my voice, but I can speak another language that is not my mother tongue. Mình đã có lại một chút phản xạ nói tiếng Anh. It's hard to have a reflex to think in English. Right now, I think always think Vietnamese first. I agree with you that we like the big city at the first time. Like, there are so many things to discover. Yeah. But after that, so many people tend to move far away from Paris. Oh, and maybe really? It's the same thing over the world. Yeah, that happens in Australia too. Lần nào mình cũng rất phấn chấn và vui vẻ sau khoảng thời gian học với các gia sư vì mọi người cởi mở và thân thiện. I'm so bad with geography. I did not take geography. Me too. In high school. Okay, you too. I wander around my neighborhoods, but I still get lost. Oh my god! If we have to go somewhere new that I haven't been, I have the GPS on my phone. I still can't. My daughter has to do it. She has to be the one like, okay, go here. I don't know why. I think with the development of technology, we tend to depend on the device. Yes. Before we need to remember it. Yeah, that's the problem. Điều mình muốn khi học một ngoại ngữ chính là để giao lưu được với người nước ngoài.
nghe kể về những điều thú vị từ những nơi xa xôi, và học với Cambly thì vô tình đã được thỏa mãn mong muốn này. Perth is one of the most isolated big cities in the world, you know? Ah! Yeah, no. I'm looking at a map here. Why do you call isolated? I'll share the screen. If... Oh, we can share screen and know that. Take a look at Perth here. All the major cities of Australia are on the eastern seaboard here. Cool! As far as this part of the country goes, there is just Perth and then... All the rest in Australia is on this side. Okay. Now the baby is 17 years old. Thank you. I can sleep now. Oh my goodness, so hard, so scary when she was a baby, because I understand you don't sleep, you don't have any time, so yeah. I don't have any spare time for myself. Like, no, I don't have time to read. Every time I take a bath, I need to do it fastly. Hurry up. You speak well, so I was thinking, because most people, it seems like they know English, but you know, they don't get the chance to speak it. Yeah. Thank you. Yeah. No, you're welcome. Anybody in your family speak English? My brother-in-law, he work in English, but we don't speak English to each other. Oh, don't speak. Yeah, it's it weird. Doesn't you know what this animal is? It's hard to say, but Quokka? Yeah. I like him very much. Yeah, they're cute, right? He has a smiling face. Yeah. Like my son. Oh, that's cool. They only exist in Western Australia, and I think only on this island. Have a good evening. See you, man. Thank you. You too. Take care. Yeah. And congratulations, mommy. Thank you. See you soon. Thank you. Call for the again. Yeah, sure. Mọi người có thể nhập code DIEPMINH0623 để nhận ưu đãi giảm 50% cho khóa học 12 tháng và 40% cho khóa học 3 tháng. Không biết các bạn ra nhà khác thì thế nào, nhưng mình về nhà thì chắc chắn là sẽ lên cân, bởi vì hoạt động trong ngày của mình luôn khiến mình mỏi miệng, đó là nói và ăn. Đi là tóc mới xinh nè. Ôi. À, mệt. Em mới ngủ. Ngủ. Đậu đỏ. Đậu em của em. Cho vào trong. Bốn chữ bốn. Ở đây tôi chín. Con không ăn thì sốt ruột. Nhưng mà con ăn nhưng mà kiểu vẫn bé bé thì lại vẫn sốt ruột của con. Phải chỉnh cái dây này cao ấy. Mình gọi gì nhỉ? Thái khoai. Thái bưởi. Và thái chuối. Anh em mình phải gọi chè bưởi mới đúng. Tương hương mình gọi chè bưởi. Lên lên. Ai đấy? Min à? Còn đây là chin. Chin ở nhà thì hức, còn ra đường thì ngủ. Em gọi bưởi không luôn á? Bưởi không luôn. Kết thúc là bọn mình ăn hơi bị nhiều chè quá. Mỗi người một bát và ăn thêm một bát bưởi nữa. Mẹ mẹ phồng lên là đáng yêu nhè. Có buổi hẹn nào diễn ra ở Hà Nội mà không dính với đồ ăn thức uống hả mọi người? Không có luôn. Ê, cô cho đấy. Quay hoạt động mà có lẽ sẽ diễn ra nhiều nhất ở Việt Nam, đó là đi mua sắm với Ngô Minh Diệp. Buồn rồi nha. À quên, xem đi nha. Mua đi.
Lan chỉ còn trắng trắng vàng vàng, em thích mấy cái touch dễ thương. Đó là chính là cái legging này, 9 Mỹ Việt Nam. Không phải đâu, mẹ nhận sang quần nữ rồi, chứ không phải là quần đấy. Lộ. Lộ cái gì mới được. Ôi nhờ. Lộ. Thế hôm sau định đi Phú Quốc vào tầm nào? Tuần đầu. Thì cái này cái ghế mình nó thì đưa lên ấy. Chụp ngược quá. Mẹ đi dưới lòng đường đấy. Mẹ em thì có vẻ hèn nó đi ạ. Ôi em thương chăm sóc bốc đấy. Bốc sướng thế, bây giờ không cần phải cầm nữa. Hồi bé mẹ mình hay chê mình và cứ so sánh với chị gái suốt. Và mình cũng hay nghe mọi người nói kiểu Diệp thì xinh giống mẹ, Ốc thì lại giống bố. Tuy vậy nhưng mà mình vẫn yêu chị gái lắm. Gần 6 tháng sau sinh rồi mà mình vẫn không mặc vừa đồ cũ. Giờ phải mua khá là nhiều đồ mới, nên là bị vỡ kế hoạch xây dựng một tủ đồ tối giản mọi người ạ. Lần đầu tôi là đậu luộc, một cái vi cá biển nướng, cho anh cái xương gà xiên nướng. Ở bên biển Bốc không được đi ăn hàng nhiều thế này bao giờ, lại thêm những tiết mục lạ lẫm kiểu kia nên là mắt cứ phải dán vào các cô chú. Cá sa ba này khó rất ngon. Ăn đi. Hai quyền của người bé con. Cắt TikTok cho nên bây giờ nó hơi. Cắt trên TikTok à? Ừ, tóc cái kiểu mày đây nhá, buộc nó lên thế này nhá. Rồi. Cái đằng sau nó ra anh cái đằng trước không? Khi mình cắt ở đây thì nó ra layer. Có chút gì để độ dài này hay là nhắn lên này. Tớ muốn nuôi. Muốn nuôi hả? Tóc không có hóa chất mà nó vẫn có đủ độ cong queo. Có không? Nếu mà tớ up YouTube thì có thể cho người xem code giảm giá. Nó khó đến không? Nói chung là Ốc cứ tự biên tự diễn lên. Ui, thật ra là giờ phải làm có phồng trên tóc rồi kìa.
chỉ là có lô mà chứ không phải là cái tập hợp được. Để tiện chăm sóc em bé thì gần đây mình để tóc dài cho dễ buộc gọn gàng. Mình đang chăm sóc tóc lại cho đỡ rụng và cũng không làm hóa chất nữa. Chỉ kẹp quàng cua cho nó xoăn nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà thực tế là sau đó thì mình còn lười kẹp. Ý, bà may cho pin đấy xong rồi em được thừa hưởng đấy. Dựng video toàn cảnh đi chơi thì có vẻ thấy có nhiều hoạt động, nhưng mà hầu hết các ngày trong tuần mình chỉ ở nhà với mẹ, Diệp và các cháu. Dành thời gian với gia đình ở Hà Nội là mục đích của chuyến công du lần này của anh Bốc. Nó còn một cái gì mới lạ là nó có thể ngồi trong xe mãi, nhưng mà nó bắt đầu hơi chán rồi, chân bắt đầu xảy. Mỗi tuần ngồi thế này không ai đỡ được đúng không? Chứ còn ngồi xem thì là chuyện bình thường quá. Ui, không khóc. Ngày xưa là tưởng đấy là nó khóc đấy. Nhà còn yên tĩnh. Bốc xịt xịt vào. Nó cứ đứng vào đầu ngón chân ấy mực lắm. Cứ làm nó chỉnh. Bốc thi tập ba lê. Ôi trời chị ta. Con nhà nè, con nằm nè. Này. Hôm nay nhà mình rất đông vui. Anh Bốc bò được chưa? Chưa, đang chưa. Em chưa nhựa đấy. Đây là bức ảnh huyền thoại này, sau này anh em nhìn lại nhau nhé. Không có mỏi sao mà sao không ngả ra. Mày chín bò. Các bạn hỏi là em cứ làm thẳng cẳng ra thôi. Ôi, từ khi em lên là làm lại đấy. Làm lấy bằng lại đấy.